Xin chào ban giám khảo, quý thầy cô cùng các bạn học sinh. Em tên là Hoàng Thanh Vân, lớp 8A5, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ. Chúng ta ai cũng đã từng nghe qua hai từ tâm hồn. Vậy, tâm hồn có nghĩa là gì? Tâm hồn bao gồm các khả năng tinh thần của con người như lý trí, tính cách, cảm giác, ý thức, trí nhớ, nhận thức và suy nghĩ tâm hồn của bạn quyết định thái độ và hành vi của bạn trong cuộc sống một người có tâm hồn đẹp chứng tỏ người đó là một người biết cách ứng xử biết tự đứng lên khi gặp khó khăn hay cảm thấy biết ơn đối với những gì mình đang có tương tự như việc chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài tâm hồn của bạn cũng có thể làm đẹp bằng nhiều cách khác nhau như lắng nghe những bài học đạo đức từ ông bà cha mẹ học hỏi những điều hay lẽ phải từ thầy cô và bạn bè biết sẻ chia đồng cảm với người khác hay biết tự đứng lên trong cuộc sống một trong những cách đơn giản nhưng lại đem đến nhiều giá trị nhất đó chính là đọc sách sách chính là một nguồn tài nguyên bất tận là kiến thức vô hạn mà ông cha ta đã để lại từ trước đến nay đọc sách không chỉ giúp ta thoải mái giải trí sau một ngày mệt mỏi mà còn đem lại bao nhiêu là kiến thức hay ho và bổ ích với cuộc sống ngày càng phát triển hiện đại như ngày nay thì việc tìm kiếm một cuốn sách phù hợp với bản thân mình là điều rất đơn giản trên thị trường có rất nhiều loại sách nói về nội dung như rèn luyện đạo đức bồi dưỡng tâm hồn của mỗi con người nhưng có lẽ cuốn sách hạt giống tâm hồn chính là cuốn sách ý nghĩa nhất mà em đã từng đọc Hệ giống tâm hồn là một bộ sách tổng hợp từ nhiều tác giả được góp nhặt, sưu tầm bởi nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sách bao gồm 16 cuốn là tập hợp những mẫu chuyện nhỏ vô cùng ý nghĩa, cảm động và tình yêu thương vô bờ bến, ý chí nghị lực vươn lên mỗi khi gặp khó khăn, đức hy sinh cao cả. Những mẫu chuyện ngắn chỉ bao gồm hai trang giấy, nhưng theo đó là cả một bầu trời kiến thức bao la rộng lớn có lẽ trong cuộc sống chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp những điều không như ý nhưng điều khác biệt đó là sẽ có người vì thế mà nản lòng nhục chí nhưng lại cũng sẽ có người tự biết đứng lên mỗi khi vấp ngã họ biết sau mỗi lần thất bại họ sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để giúp họ hoàn thiện hơn trong tương lai nhưng vì sao lại có sự khác biệt như vậy đó là bởi vì hành động của họ nói lên tâm hồn của chính họ đọc sách chúng ta thanh lọc và bồi bổ tâm hồn bộ sách hạt sống tâm hồn giúp chúng ta nhận ra những giá trị thực sự sự mà cuộc sống đem lại nhưng đôi khi mẹ nó quên mất ý nghĩa sâu sắc của những mẫu chuyện ngắn cũng giúp động viên và truyền sức mạnh cho chúng ta vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ vươn tới những điều tốt đẹp hơn có thể nói Bộ sách đã giúp em nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Trước kia, em là một người rất hay bi quan, hễ gặp khó khăn là sẽ nản lòng, từ bỏ. Nhưng từ khi đọc hạt giống tâm hồn, em đã biết tự đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Khi ta gặp khó khăn, cầu cứu người khác không bằng cầu cứu bản thân mình. Sách đã giúp em nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Với tuyển tập những mẫu chuyện hay và ý nghĩa đến từ bộ sách hạt giống tâm hồn, có thể nói đây chính là liều thuốc hữu ích nhất để giúp chúng ta biết vươn lên, vượt dậy tinh thần những lúc khó khăn, được đầu tư công phu kể về nội dung lẫn hình thức. Hạt giống tâm hồn chính là niềm tin, niềm động lực tiếp thêm lạc quan, sức mạnh và cả tình yêu cuộc sống đối với người đọc. Từ đó, chúng ta biết cách trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn hạt giống tâm hồn, nơi ươm mầm những niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Cảm ơn sách vở nuôi em lớn, con chữ nuôi người trong giấc mơ hồn núi rưng rưng từng khối đá tôi trầm mình trong em đời sau du tử lê bạn hãy đọc sách đi và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới